rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo điện tử VTC News ngay sau đây là nội dung chi tiết vừa qua Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du tại London, Rome, Berlin và Paris để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với các nhà lãnh đạo châu Âu đáng chú ý nhiều thông tin cho thấy việc kết nạp Ukraine vào NATO là một trong những điều kiện quan trọng trong kế hoạch của người đứng đầu Kyiv theo đó Tờ báo Le Monde của Pháp lưu ý rằng, cho đến nay, Mỹ và Đức đang ngăn chặn mọi triển vọng mở rộng NATO, để bao gồm Ukraine, trong khi Pháp và Anh lại có thiện cảm hơn với ý tưởng này. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, người Mỹ không còn bất kỳ phản đối cơ bản nào đối với việc mời Ukraine gia nhập liên minh. Người ta cho rằng, nếu bà Kamala Harris thắng cử, ông Joe Biden có thể có hành động cụ thể về vấn đề này. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết, nếu bà Kamala Harris đắc cử, rất có thể ông Biden sẽ đi theo hướng này trong giai đoạn chuyển tiếp trước lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Nếu là ông Donald Trump, lập luận này không còn áp dụng được nữa. Và dù là sáng kiến nhỏ nhất của ông Biden có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nguồn lạc quan nhất tin rằng sự thay đổi trong lập trường của Mỹ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong đường lối không khoan nhượng của nước Đức. Dù vậy, quyết định để Ukraine gia nhập NATO vẫn cần sự đồng thuận của 32 thành viên khối mà cho tới hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia và Hungary vẫn kiên quyết phản đối. Trong khi đó, Euronews trong cuộc trao đổi với bà Rachel Tosenfron, chuyên gia xuyên đại Tây Dương và là thành viên cấp cao của Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức. DGAP cho biết, kịch bản có thể chuyển hướng khó cho Ukraine nếu ông Donald Trump giành chiến thắng. Theo đó, bà tin rằng ông Trump sẽ đẩy Ukraine vào các cuộc đàm phán gần như ngay lập tức. Tận dụng sự hỗ trợ quân sự làm đòn bẩy để gây áp lực buộc Kiev phải đàm phán. Bà cho biết, đầu tháng 1, họ sẽ buộc phải đàm phán bất kể tình hình như thế nào kịch bản tốt nhất cho NATO dưới thời Tổng thống Trump sẽ là phản ứng mạnh mẽ của EU và sự phối hợp với Vương quốc Anh dẫn đến việc châu Âu hóa NATO để duy trì liên minh vững mạnh. Dù vậy, các quốc gia NATO sẽ cần đạt được điều này bằng cách tăng cường năng lực và lấp đầy những khoảng trống có thể tạo ra nếu Mỹ rút lại sự hỗ trợ. Bà Tao Sanfran nhấn mạnh, một kịch bản tích cực là thực sự có một NATO châu Âu hóa, nơi người châu Âu cung cấp 60% khả năng phòng thủ và gian đe. Tuy nhiên, nếu các quốc gia NATO và EU không tăng cường khả năng phòng thủ của mình, họ có thể trở nên rất mỏng manh vào năm 2025. Kiev đã ký một thỏa thuận với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch cũng sẽ tham gia thỏa thuận này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trên Facebook cho biết tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng G7, một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraina. Thỏa thuận này quy định những điều khoản theo đó các quốc gia ký kết sẽ đóng góp vào các dự án chung hoặc tài trợ cho các dự án riêng của họ nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraina. Ngoài Ukraina, năm quốc gia ký kết khác sẽ tham gia dự án này là Đức, Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch. Ông Umerov cảm ơn Đức vì sáng kiến này và các quốc gia tham gia vì đã đóng góp to lớn cho an ninh của Ukraina. Trước đó, các bộ trưởng quốc phòng G7 trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Naples gần đây cho biết họ ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào Euro-Atlantic, bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Vài ngày trước đó, chính phủ Đức đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine. Chính phủ Đức cho biết lần viện trợ quân sự này sẽ tăng cường nhiều thiết bị quân sự mang tính chiến lược dành cho Ukraine như xe tăng, xe bọc thép, xe giò mìn, hệ thống phòng không Patriot. Nhưng đáng chú ý nhất là việc lên bàn giao cho Kiev loạt tên lửa dẫn đường AIM-9L, 4.000 thiết bị bay không người lái UAV tấn công và hơn 300 UAV trinh sát. Tất cả các thiết bị này đều nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, vốn chịu tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích từ phía Nga. Cũng trong thông báo, chính phủ Đức cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị khoảng 28 tỷ euro. Con số này hiện là 7,1 tỷ euro cho năm 2024. Trước đó, Berlin cũng đã viện trợ cho Kiev vào khoảng hơn 5 tỷ euro trong năm 2023. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa khẳng định sẽ không chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa Taurus với khả năng tấn công lên tới trên 500 km. Ông Scholz nhấn mạnh Đức phải đảm bảo rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không trở thành cuộc xung đột giữa NATO và Nga. Tờ Bill đưa tin, một tổ chức phi chính phủ Mỹ vừa mô phỏng kịch bản Nga tấn công vùng Baltic vào năm 2027. Trong kịch bản này, lực lượng vũ trang Đức sẽ đóng vai trò chủ chốt bảo vệ sườn phía đông của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mô phỏng cho thấy NATO cần 10 ngày để kích hoạt điều 5 về phòng thủ tập thể. Trong thời gian đó, quân đội các nước Baltic buộc phải rút lui, còn tiểu đoàn xe tăng Đức sẽ phản công. Kết quả mô phỏng dự đoán lực lượng Đức sẽ đánh bại quân đội Nga nhưng một phần lãnh thổ Litva sẽ bị tàn phá và bị lực lượng Nga chiếm đóng. Để tránh kịch bản xấu nhất, tổ chức này đề xuất NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP và tăng cường hiện diện quân sự ở sườn đông của Liên minh và tăng tốc độ phản ứng với các tình huống khủng hoảng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức cần phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga vào năm 2029. Trong diễn biến liên quan, vào tháng 8 năm nay, Phó giáo sư Yevgeny Korenev, chuyên gia tại Viện các vấn đề quốc tế đương đại thuộc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tình hình an ninh ở vùng Baltic đang trở nên ngày càng căng thẳng khi các quốc gia ở khu vực này thực hiện các biện pháp quân sự để phản ứng với xung đột Nga-Ukraine. Chính quyền các nước vùng Baltic, bao gồm Litva, Latvia và Estonia, đang đẩy mạnh xây dựng các công trình phòng thủ để bảo vệ biên giới và củng cố khả năng phòng thủ khu vực của họ. Tuy nhiên, dự án xây dựng công sự ở vùng Baltic, dù đầy tham vọng đang đối mặt với nhiều thách thức. Một hệ thống phòng thủ như vậy có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra một hàng rào phòng thủ hiệu quả tương đương với các tuyến phòng thủ nổi tiếng như phòng tuyến Mannerheim ở Phần Lan, nhưng công trình này có thể không đủ để ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn. Ngoài ra, dù các nước Baltic đang đầu tư mạnh mẽ vào phòng thủ khu vực, họ vẫn duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Estonia, Latvia và Litva tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev nhằm làm suy yếu Nga và duy trì tầm quan trọng của mình trong NATO. Chính phủ Estonia, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Kristjan Piir, đã cam kết phân bổ 0,25% GDP mỗi năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2027. Latvia cũng đang thúc đẩy tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không. Nhưng việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể gây áp lực lên ngân sách quốc phòng của các nước Baltic, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì các dự án phòng thủ trong khu vực. Tóm lại, các nước Baltic dường như đang xây dựng công trình phòng thủ không chỉ để đáp ứng mối lo ngại hiện tại mà còn để củng cố sự ủng hộ và cam kết trong NATO. Sự gia tăng quân sự hóa ở vùng Baltic là một phần trong chiến lược phòng thủ rộng lớn hơn của NATO nhằm bảo vệ khu vực và duy trì sự ổn định trong khuôn khổ an ninh châu Âu. Nhóm hành động chính trị PAC ủng hộ ông Trump của tỷ phú Elon Musk đang cam kết sẽ trao số tiền thưởng lên đến 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho những người ký vào bản kiến nghị khuyến khích bỏ phiếu cho ông Trump. Cụ thể, American PAC trao một triệu đô la Mỹ mỗi ngày từ nay tới ngày bầu cử cho những người ký vào bản kiến nghị. Người được trao thưởng sẽ được lựa chọn theo hình thức giống như sổ số, số. Cam kết này bắt đầu hôm 19 tháng 10 khi tỷ phú Elon Musk trao tấm xét cho người chiến thắng đầu tiên trong sự kiện vận động tại một địa phương. Điều đó có nghĩa là tỷ phú Elon Musk sẽ phải trả 17 triệu đô la Mỹ cho cử tri. Nếu ông vẫn là nhà tài trợ duy nhất cho America PAC, những người tham dự sự kiện phải cung cấp thông tin liên lạc tạo điều kiện cho nhóm vận động tiếp cận cử tri tiềm năng. Bản kiến nghị không yêu cầu người ký phải là đảng viên Đảng Cộng hòa. Bất kỳ đảng viên dân chủ nào đăng ký bỏ phiếu ở các bang chiến trường như Pennsylvania cũng có thể ký. Cho đến nay, tỷ phú Elon Musk đã quyên góp 75 triệu đô la Mỹ cho America PAC, đơn vị đang thực hiện phần lớn hoạt động vận động tranh cử của ông Donald Trump tại các tiểu bang chiến trường. Nhưng hoạt động vận động tranh cử dường như gặp trục trặc khi khoảng 25% số lần vận động tận nhà do America PAC thực hiện ở Arizona và Nevada được cho là gian lận, nghĩa là những người vận động tranh cử không thực sự đến nhà các cử tri. America PAC từ chối bình luận, một người quen thuộc với hoạt động thực địa của nhóm phủ nhận có gian lận thực tế tại Arizona và Nevada, cho biết họ đang tự kiểm toán. Điều này nhấn mạnh đến rủi ro khi thuê người bên ngoài thực hiện chương trình vận động tranh cử trên thực địa, thay vì những người tình nguyện hoặc nhân viên chiến dịch thực sự quan tâm đến chiến thắng của ứng cử viên. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump vào ghế tổng thống từ hồi tháng 7. Và từ đó đến nay đã có nhiều động thái hỗ trợ ứng viên Đảng Cộng hòa. Ông chủ Tesla được xem là có nhiều động cơ trong việc giúp đỡ ông Trump. Với quan điểm cứng rắn về thương mại, đặc biệt là quan hệ thương mại Mỹ Trung, ông Trump nhiều khả năng sẽ áp đặt hàng rào thuế quan và nhiều biện pháp trừng phạt thương mại nặng nề khác đối với Trung Quốc. Điều này có lợi nhiều cho Tesla khi hãng này đang phải cạnh tranh thị phần gay gắt với các hãng xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc trên thị trường thế giới. Về phần mình, ông Donald Trump cũng đánh giá cao sự ủng hộ của ông Musk. Thậm chí, cựu Tổng thống Mỹ còn hứa hẹn sẽ dành cho ông Musk một ghế bộ trưởng nếu thắng cử. Giới chức Mỹ mới đây đã bác bỏ nghi vấn các hộp đựng phiếu bầu Tổng thống qua thư ở bang Minnesota đã bị động tay động chân do sơ suất của nhân viên bầu cử. CNN dẫn lời các quan chức ở bang Minnesota Mỹ cho biết họ đã sa thải nhân viên bầu cử phụ trách việc vận chuyển các hộp đựng phiếu bầu qua thư về lý do tắc trách trong công việc cụ thể nhân viên bầu cử trên đã để cúc xe mở có chứa hơn chục hộp đựng phiếu bầu bên ngoài tòa thị chính thành phố Edina thuộc bang Minnesota và rời đi hình ảnh cúc xe bị mở với hơn chục hộp đựng phiếu không ai trông giữ sau đó đã được các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn xoay quanh công tác an ninh đối với phiếu bầu qua thư chính quyền thành phố Edina và quận Hennepin ở bang Minnesota sau đó buộc phải đưa ra thông cáo cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh để khẳng định sơ xuất của nhân viên bầu cử trên không tạo cho các đối tượng xấu cơ hội động tay động chân vào các hộp phiếu trên. Được biết, bang Minnesota hiện có 10 phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ứng viên đảng Dân Chủ khi đó là ông Joe Biden đã giành được số phiếu bầu vượt xa đối thủ tới từ đảng Cộng Hòa, khi đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Minnesota, và có được toàn bộ số phiếu đại cử tri tại bang này. Theo số liệu của New York Times, từng đến cuối ngày 19 tháng 10, gần 12 triệu cử tri ở Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Họ bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử hoặc bỏ phiếu qua thư điện tử. Trong đó, mỗi bang California, Georgia có hơn 1,2 triệu cử tri đi bầu, Florida có hơn 1,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu. Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu ra tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến là phiếu của các đại cử tri trong bang. Các đại cử tri này sau đó mới bầu ra tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đầu phiếu tại bang mà cử tri đó đại diện. Đảng dân chủ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử gần đây, thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này. Sức mạnh của việc bỏ phiếu sớm sẽ rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của cả cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris năm nay. Hãng tin CNN dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đang điều tra vụ dò dỉ thông tin tình báo tuyệt mật của nước này về kế hoạch của Israel trả đũa Iran. Một trong ba nguồn tin đã xác nhận tính xác thực của các tài liệu. Theo CNN, các tài liệu có đề ngày 15 và 16 tháng 10 bắt đầu lưu hành trực tuyến vào ngày 18 tháng 10. Sau khi một tài khoản mang tên Middle East Spectator đã đăng chúng trên Telegram, các tài liệu được đánh dấu tuyệt mật cùng các dấu hiệu cho thấy chỉ có Mỹ và các đồng minh nhóm Five Eyes gồm Australia, Canada, New Zealand và Anh mới được xem. Các tài liệu này mô tả các hoạt động chuẩn bị mà Israel dường như đang tiến hành để tấn công Iran. Một trong những tài liệu được cho là của Cơ quan Tình báo Địa Không gian Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nêu các kế hoạch liên quan đến việc Israel di chuyển đạn dược. Một tài liệu khác của Cơ quan An ninh Quốc gia phát thảo các cuộc tập trận của không quân Israel liên quan đến tên lửa không đối đất cũng được cho là để chuẩn bị cho cuộc tấn công. CNN không trích dẫn trực tiếp hoặc hiển thị các tài liệu giới chức Mỹ cho rằng vụ do gì tài liệu này rất đáng quan ngại. Theo một quan chức Mỹ, cuộc điều tra đang xem xét những người đã tiếp cận được tài liệu của Lầu Nam Góc bị do gì. Theo quy định, bất kỳ vụ do gì nào kiểu này cũng sẽ tự kích hoạt cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cùng Lầu Nam Góc và các cơ quan tình báo nước này. Theo giới phân tích, vụ do gì tài liệu mật này xảy ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Israel và chắc chắn sẽ khiến đồng minh của Washington tại Trung Đông tức giận. Lầu Năm Góc, FBI, Cơ quan Tình báo Địa Không gian Quốc gia chưa bình luận về thông tin trên. Hiện chưa rõ các tài liệu này được công khai như thế nào, liệu chúng bị đánh cắp hay bị dò dỉ một cách có chủ ý. Năm ngoái, một vụ dò dỉ lớn thông tin tình báo của Mỹ cũng đã khiến mối quan hệ của nước này với các đồng minh và đối tác, trong đó có Hàn Quốc và Ukraine trở nên căng thẳng. AFP đưa tin nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban vừa thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào một căn cứ quân sự của Israel ở phía đông thị trấn Safed, miền bắc nước này. Theo tuyên bố của Hezbollah, các chiến binh của nhóm đã phóng loạt tên lửa quy mô lớn vào mục tiêu nói trên. Hành động này nhằm bảo vệ Liban và đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các ngôi làng và nhà cửa của người dân Liban. Cách đây ít hôm, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố chuyển sang một giai đoạn căng thẳng mới trong cuộc đối đầu với Israel. Hezbollah cũng cho biết, lần đầu tiên nhóm này đã sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công lực lượng Israel. Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi quân đội Israel khẳng định lực lượng của họ đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở giải Gaza. Hamas và Hezbollah đều là các lực lượng trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt. Tuy nhiên, thông cáo của Hezbollah không hề nhắc đến số phận của ông Sinwar mà chỉ đề cập đến cuộc xung đột hiện nay giữa Hezbollah và quân đội Israel. Thông cáo cho biết Hàng trăm chiến binh Hezbollah đã sẵn sàng để đối phó bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Israel vào các ngôi làng miền Nam Liban. Hezbollah cũng lưu ý rằng các cuộc tấn công chống lại Israel đã gia tăng trong những ngày gần đây. Đáng chú ý, vừa qua trang Telegram của lực lượng Quds, đơn vị chiến đấu tại nước ngoài của Iran, cũng đã đăng tải bức ảnh tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngầm xác nhận vụ lực lượng Hezbollah tấn công nhằm ám sát người đứng đầu nhà nước Do Thái. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Phái đoàn nước này tại Liên Hợp Quốc cũng đã khẳng định Hezbollah đứng đằng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào gia đình Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Truyền thông Israel cũng đã đăng tải đoạn video cho thấy xe cứu thương hiện diện bên ngoài dinh thự của ông Netanyahu tại Caesarea, miền trung nước này. Song văn phòng Thủ tướng Israel cho biết vụ việc không gây thương vong. Từ cuối tháng 9, Israel đã triển khai chiến dịch không kích cường độ cao nhằm vào Liban cũng như phát động cuộc tấn công trên bộ với lý do ổn định khu vực biên giới sau gần một năm giao tranh với lực lượng Hezbollah vì cuộc xung đột tại giải Gaza. Bộ Y tế Liban thống kê có ít nhất 1.454 người tại Liban đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này, tuy nhiên con số nạn nhân trên thực tế được đánh giá là cao hơn nhiều. Phó thủ lĩnh của phong trào Hezbollah, ông Naim Qasem, đã tới Tehran sau khi rời Liban trên một chiếc máy bay của Iran cách đây 2 tuần. Dẫn một nguồn tin Iran giấu tên, Hãng Aram News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho hay, ông Qasem đã rời thủ đô Beirut vào ngày 5 tháng 10 trên chiếc máy bay mà Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakchi từng sử dụng để thăm cấp nhà nước tới Liban và Syria. Nguồn tin cho biết ông Qasem đã được giới lãnh đạo cấp cao của Iran lệnh tới Tehran vì lo ngại bị Israel ám sát. Ông Qasem đã có 3 bài phát biểu kể từ khi thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah qua đời Nguồn tin cho biết, trong khi bài phát biểu đầu tiên được ghi âm tại Beirut, bài phát biểu thứ hai và thứ ba diễn ra ở Tehran. Cụ thể, trong bài phát biểu trên truyền hình Al-Mana TV ngày 15 tháng 10, ông Qasem cho rằng vì Israel đã tấn công toàn bộ Liban, nên phong trào vũ trang này có quyền tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel từ vị trí phòng thủ của mình. Theo ông Qasem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông qua xem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Trước đó, ngày 8 tháng 10, ông qua xem khẳng định đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Hezbollah vẫn đang chỉ đạo cuộc chiến chống Israel và các chỉ huy bị Israel sát hại đã được thay thế bằng những người mới. Ông nói ở thời điểm đó rằng tất cả các vị trí của Hezbollah đã được lấp đầy. Lực lượng này sẽ chỉ định một lãnh đạo mới thay thế thủ lĩnh Nasrallah, người đã bị ám sát trong cuộc không kích của Israel. Ông Qasem, 71 tuổi, là phó lãnh đạo Hezbollah và thường được coi là nhân vật số 2 của phong trào này. Ông là một trong những ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm cố thủ lĩnh Nasrallah. Ông được bầu làm phó lãnh đạo Hezbollah vào năm 1991, dưới quyền của thủ lĩnh tối cao khi đó là ông Abbas al-Musawi. Ông Al-Musawi cũng bị Israel ám sát trong một cuộc tấn công vào năm 1992. Ông có quan điểm cứng rắn về Israel và có quan điểm ủng hộ Gaza. Tin tức về hành tung của ông qua xem xuất hiện giữa lúc Israel tăng cường chiến dịch tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Liban, trong đó có mục tiêu hạ sát loạt chỉ huy cấp cao của phong trào này. Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, mới đây đã lên tiếng về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Theo Reuters, ông Ali Khamenei đã tuyên bố rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar sẽ không ngăn cản được cuộc kháng chiến và Hamas sẽ tiếp tục tồn tại. Ông Khamenei nói: "Sự ra đi của ông Sinwar chắc chắn là nỗi đau với mặt trận kháng chiến chống lại Israel, nhưng mặt trận ấy sẽ không lụi tàn với tinh thần tử vì đạo của ông Sinwar. Hamas vẫn và sẽ tiếp tục sống." Ông Khamenei gọi ông Sinwar là hình mẫu của tinh thần phản kháng và đấu tranh. Đây là lần đầu tiên lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về Sinwa sau khi thủ lĩnh Hamas thiệt mạng trong cuộc chạm trán với binh sĩ Israel ở thành phố Rafah, miền nam giải Gaza hôm 16 tháng 10. Ông Khamenei còn ca ngợi cố thủ lĩnh Hamas đề cập đến vụ tấn công của nhóm này vào miền nam Israel hồi cuối năm ngoái. Ông nói, đòn giáng vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 là di sản của ông ấy. Ông Khamenei nói, với quyết tâm sắt đá, ông Sinwa đã đứng lên chống lại kẻ thù áp bức và hung hăng với sự khôn ngoan và dũng cảm, ông đã dáng cho chúng đòn không thể cứu vãn và ngày mùng 7 tháng 10 đã được ghi lại trong lịch sử của khu vực này. Sau đó, với danh dự và niềm tự hào, ông đã đi lên thiên đường của những người tử vì đạo. Chủ kháng chiến là các nhóm lực lượng vũ trang ở Trung Đông do Iran lãnh đạo và hậu thuẫn, bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và nhiều nhóm Hồi giáo khác ở Iraq và Syria. Các nhóm này tự cho mình là lực lượng kháng chiến, chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ ở Trung Đông ông Sinwar trở thành lãnh đạo Hamas hồi đầu tháng 8 sau khi người tiền nhiệm Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Iran là quốc gia dẫn dắt trục kháng chiến, gồm nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông, trong đó có Hamas, nhằm chống lại ảnh hưởng của Israel ở khu vực. Đài truyền hình nhà nước Iran vừa đưa tin, đợt tập trận hải quân do Iran tổ chức với sự tham gia của Nga và Oman bắt đầu diễn ra ở nội dương. Theo bản tin của Press TV, chương trình tập trận mang tên IMEX 2024 diễn ra nhằm tăng cường an ninh tập thể trong khu vực, mở rộng hợp tác đa phương, thể hiện thiện chí cũng như năng lực bảo vệ hòa bình, hữu nghị và an ninh hàng hải. Lực lượng của ba quốc gia tham gia gồm Iran, Nga và Oman sẽ thực hành các bài tập đảm bảo an ninh thương mại hàng hải quốc tế, bảo vệ các tuyến đường trên biển, phối hợp và trao đổi thông tin về hoạt động cứu hộ và cứu trợ. 9 quốc gia khác tham gia với tư cách quan sát viên, trong đó có Ả Rập Xê Út, Qatar, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Thái Lan. Cuộc tập trận diễn ra cùng thời điểm căng thẳng gia tăng trong khu vực, khi cuộc chiến của Israel chống lại lực lượng Hamas ở giải Gaza và Hezbollah ở Liban đang diễn ra dữ dội. Lực lượng hầu thi thân Iran trả đũa Israel và đồng minh bằng cách tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Theo Reuters, để ứng phó với căng thẳng khu vực với Mỹ, Iran đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc. Vào tháng 3, Iran, Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân chung lần thứ 5 tại Vịnh Oman. Các quốc gia quan sát cuộc tập trận hiện tại bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Thái Lan. Cuối năm ngoái, trong cuộc gặp Ngoại trưởng các nước ven biển Caspi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Iran đã ký một tuyên bố nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hãng tin TASS dẫn lời ông Sergei Lavrov trong buổi họp thường niên của các quốc gia ven biển Caspi tại Moscow đây chắc chắn là một bước quan trọng trong việc tăng cường nỗ lực của các thành viên trong cộng đồng toàn cầu nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt bất hợp pháp mà mỹ và các đồng minh đã áp dụng để thay thế cho các biện pháp ngoại giao ông nói ngoài ngoại trưởng iran cuộc họp còn có sự tham gia của ngoại trưởng các nước azerbaijan kazakhstan và turkmenistan ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết các thảo luận trong buổi họp nhằm trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách song phương và trong khu vực thời điểm đó theo hãng thông tấn nhà nước iran IRNA. Sau khi ký tuyên bố, Ngoại trưởng Nga và Iran đã hội đàm về việc mở rộng quan hệ song phương. Nga và Iran đều đang phải chịu nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ. Hai quốc gia này trong thời gian gần đây đã mở rộng quan hệ chính trị và kinh tế song phương nhằm đối phó với các động thái của Mỹ. Truyền thông khu vực và giới chức y tế tại giải Gaza cho biết hàng chục người thiệt mạng và bị thương trong cuộc không kích khốc liệt của Israel và miền Bắc giải Gaza gần đây nhất theo cơ quan phòng vệ dân sự giải Gaza, mục tiêu bị không kích là một khu dân cư đông đúc trong trại tị nạn Beit Lahia ở phía bắc giải Gaza. Ngoài 73 người được xác định thiệt mạng, còn hàng chục người khác đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do cuộc không kích gây ra. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người già. Văn phòng truyền thông của chính quyền Palestine ở giải Gaza gọi cuộc không kích vào Beit Lahia là một hành động thảm sát man dợ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel. Beit Lahia là một trong ba khu vực ở phía bắc giải Gaza phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Israel trong thời gian qua. Báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Dân sự giải Gaza trước đó cho biết các cuộc tấn công của quân đội Israel vào các khu vực Beit Lahia, Dabalia và Beit Hanun ở phía bắc Gaza trong hai tuần qua đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ quân đội Israel tuyên bố đã hoạt động tại Jabalia trong hai tuần qua, loại bỏ hàng chục phiến quân trong vụ cận chiến gần đây, thực hiện nhiều đợt không kích và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự. Theo người dân ở Jabalia và hai thị trấn lân cận, dịch vụ liên lạc và Internet đã bị cắt đứt, làm gián đoạn hoạt động cứu hộ của các đội cứu thương và khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ của những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Israel. Cơ quan y tế Gaza thông báo những đợt oanh tạc của quân đội Israel vào trại tị nạn Jalibah đã khiến nhiều người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ. Con số thiệt mạng nhiều khả năng sẽ lên vì vẫn còn nhiều người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các tòa nhà. Giới chức Israel đã đồng loạt lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu và dọa sẽ tiến hành biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Trong khi đó, nhà nước Hồi giáo cáo buộc quốc gia đối nghịch đang đổ thêm dầu vào lửa tại khu vực Trung Đông. Trong tuyên bố chính thức được đưa ra ít giờ sau cuộc tập kích máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah vào Tư dinh ở thành phố biển Caesarea, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc tình báo Iran tiến hành cuộc tấn công nhằm âm mưu hạ sát ông và vợ. Ông Netanyahu khẳng định đây là một sai lầm lớn của Iran và quốc gia Hồi giáo sẽ phải trả giá đắt vì sai lầm này. Tương tự, Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana cũng khẳng định Iran đã mắc sai lầm lớn với hành động tấn công tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Israel Kass tuyên bố đối phương sẽ phải trả giá đắt vì âm mưu làm tổn hại người dân, binh sĩ và lãnh đạo của Israel. Đặc biệt, báo chí Israel cho biết một số thủ lĩnh chính trị phe diều hâu tại nước này đã kêu gọi tập kích các cơ sở chiến lược của Iran để đáp trả cuộc tấn công vào tư dinh Thủ tướng Netanyahu cho so đến sáng ngày 20 tháng 10, chính phủ cũng như quân đội Iran chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về những cáo buộc của giới chức Israel. Tuy nhiên, trong một phát ngôn liên quan Israel, Ngoại trưởng Iran Abbas Arakchi khẳng định Tel Aviv là mối đe dọa lớn nhất của thế giới. Tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Istanbul, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Israel đang âm mưu đẩy cao căng thẳng tại Trung Đông, nhấn mạnh rằng quốc gia đối địch là bên duy nhất trong khu vực đang gia tăng xung đột. Quan hệ giữa Israel và Iran được cho là đang trong tình trạng căng thẳng chưa từng có. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, Iran đã phóng khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel nhằm đáp trả các hành vi gây hấn của quốc gia đối địch. Trước đó, đêm ngày 13 tháng 4, Tehran cũng phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel với cáo buộc tương tự. Nhiều nguồn tin lo ngại Israel có thể đáp trả các cuộc tấn công của Iran bằng việc tập kích thẳng vào hạ tầng năng lượng thậm chí là cả các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo. Kịch bản trả đũa này được dự báo có thể làm bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn tại khu vực với những hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng cho cả Trung Đông và thế giới. Vừa qua, ngoại trưởng Ai Cập, Bar Abdelati cho biết, những nỗ lực làm trung gian của Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ đã nhiều lần tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin, nhưng việc Israel thiếu ý chí chính trị và đưa ra những yêu cầu phi thực tế đã cản trở những nỗ lực này. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin al Qahira News, ông Abdelati đã bày tỏ sự thất vọng về việc bỏ lỡ cơ hội giải cứu tù nhân và ngăn chặn việc làm hại dân thường tại Gaza. Trong những năm gần đây, Hezbollah, phong trào vũ trang ở Liban và là một lực lượng thân Iran đã không ngừng gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV cảm tử nhắm vào Israel. Điều này phản ánh sự tiến bộ đáng kể trong khả năng quân sự của Hezbollah và việc sử dụng công nghệ UAV để gây thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu quân sự của Israel trong cuộc tấn công UAV khốc liệt nhất của Hezbollah trong vòng 12 tháng qua. Một UAV của nhóm này đã khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại một căn cứ huấn luyện gần Pini Amina và làm bị thương nặng 7 binh sĩ cùng hàng chục người khác bị thương. Các cuộc tấn công bằng UAV càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn với nhiều vụ tấn công diễn ra ở Tel Aviv, Golan và Herliza trong những tháng gần đây. Theo ước tính, Hezbollah hiện sở hữu 2.000 UAV lái các loại, bao gồm UAV giám sát và UAV cảm tử kamikaze. Các loại UAV cảm tử được sử dụng trong những cuộc tấn công thường có thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả với thân hình ống, có cánh quạt phía sau và chất nổ được lắp ở phía trước. Các UAV này có tầm hoạt động đủ xa để tấn công các thành phố lớn như Tel Aviv. Hezbollah đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công UAV kể từ tháng 10 năm 2023 với nhiều UAV cảm tử được lập trình sẵn để bay tới các mục tiêu cố định. Những UAV này còn gọi là đạn tuần kích, có khả năng bay theo quỹ đạo đã định và lao thẳng vào mục tiêu, tạo ra sự tàn phá lớn. Hai loại UAV cảm tử nổi bật mà Hezbollah sử dụng là Misat 1 và Misat 2, phát triển từ các UAV của Iran. Misat 1 dựa trên mẫu Ababin T của Iran. Misat 2 là phiên bản nâng cấp của Misat 1, mô phỏng theo UAV Mohajer 4 của Iran. Hezbollah đã cải tiến những loại UAV này để phục vụ cho các chiến dịch của mình, với khả năng mang theo chất nổ nặng và thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Israel. Một trong những UAV quan trọng nhất trong kho vũ khí của Hezbollah là Sahed-136. Loại UAV cảm tử tầm xa đã trở nên nổi tiếng khi được sử dụng trong các cuộc tấn công của Houthi tại Yemen nhằm vào Israel và bởi Nga trong chiến dịch ở Ukraine. Ngoài Misad và Sahed, Hezbollah còn sử dụng các loại UAV khác có xuất xứ từ Iran như Ababinte và Mohajer. Ababinte, một UAV cảm tử khác đã được Hezbollah và Houthi sử dụng rộng rãi. Hezbollah cũng có thể đã sở hữu các loại UAV tiên tiến hơn như Mohajer 6, Kara và các mẫu UAV hết khác. Tất cả đều có khả năng tấn công mục tiêu từ xa và mang theo lượng nổ lớn. Những UAV này đều có chung thiết kế với UAV cảm tử của Iran, với phần đuôi có bộ ổn định hình chữ V, tương tự như các UAV chiến đấu tiên tiến khác trên thế giới bên cạnh uav cảm tử hezbollah cũng triển khai các uav giám sát để thu thập thông tin tình báo nhóm này sử dụng các uav quadcopter thương mại và các uav nhỏ khác để quay video giám sát và thu thập thông tin tình báo từ các căn cứ của lực lượng phòng vệ israel idf tại galilee và golan các uav giám sát này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cuộc tấn công cảm tử bằng cách cung cấp thông tin về mục tiêu